nhiệm vụ. Các đơn vị chú ý quyền đồng đội nữ. Bài thứ nhất là bài số 8, bài thứ hai là bài số 7. Các đơn vị chú ý. Xin nhắc lại, quyền đồng đội nữ thi bài thứ nhất số 8, thi bài số 2 số 7. Mời quyền đồng đội nữ đơn vị Châu Thành. Giám khảo công bố điểm. Giám định một 63, 69. Giám định 2 63. Giám định 3 69. Giám định 4 68. Giám định 5 70. Bài thi số 1 của đơn vị Châu Thành tổng điểm 205 điểm. Giám định công bố điểm. Giám định 1 70.
giám định 2. Giám định 3, 71. Giám định 4, 69. Giám định 5, 67. Tổng điểm bài thi thứ hai của đơn vị Châu Thành là 206, tổng điểm hai bài thi là 411 điểm. Giám định công bố điểm: giám định 1, 64, giám định 2, 62, giám định 3, 64, giám định 4, 66, giám định 5, 64. Các giám định chuẩn bị công bố điểm. Giám định 1, 66. Giám định 2, 63. Giám định 3, 65. Giám định 4, 66. Giám định 5, 65.
Tổng điểm bài thi thứ hai của đơn vị thị xã Hòa Thành 196. Tổng hai bài thi 388. Giám định công bố điểm. Giám định 1 59, giám định 2 61, giám định 3 60, giám định 4. Giám định 5 61, giám định 4 64. Tổng điểm bài thi thứ nhất của đơn vị thị xã Trảng Bàng 182 điểm. Giám định chuẩn bị công bố điểm. Giám định 1 63, giám định 2